bạn đã đến với kênh của mình, mình là Ti Cần Dạy. Thì ngày hôm nay đáp ứng theo yêu cầu của các bạn thì mình sẽ làm một cây cần câu che cho các bạn xem. Và mình sẽ chế tạo luôn một cái máy câu ngang, full bộ cần câu máy ngang luôn các bạn, bằng che cho các bạn xem. Để xem là hôm nay mình chế tạo có thành công không các bạn. Mình chế tạo cái cần câu máy ngang để mình quăng thử cây nó có quăng được không nha các bạn. Ok, không chần chờ nữa, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì mình đang đứng trước cái bộ che nha các bạn. Thì mình sẽ chọn một cái khúc tre tầm cỡ như đây thôi. Thì bây giờ mình cỡ gan tay ha. Đó, mình sẽ lựa cái đoạn nào mà đẹp nhất để mình lấy. Thì mình lấy một khúc nhưng mà mình phải chặt phá một cây nha các bạn. Còn khúc tre dư còn lại thì mình sẽ xài gì xài. Thì xung quanh đây mình đã ngắm nghía và tia được một em rồi các bạn. Là ở đây, một cây tre rất là đẹp, rất là già và suông. Ok, giờ mình sẽ cưa nha. Thì sau khi chúng ta chuẩn bị được một cây tre như thế này đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến tới bụi trúc để kiếm một cây trúc mà cái đọt nó ngon ngon chút xíu, mà mỏng mỏng chút xíu, dẻo dẻo chút xíu để chúng ta làm cái thân cần câu nha các bạn. Đi thôi. Đây thì mình đã tìm được một cây trúc rất là ok các bạn. Một cây trúc có cái đọt hơi cong cong nhẹ ở đằng kia mà cũng hơi mỏng mỏng, mà điều đặc biệt nó lại mọc ra từ cây chuối các bạn. Đây các bạn thấy không, nguyên một bụi chuối đây có một cây trúc đi ra. Thường cây trúc của người ta là mọc theo bụi, còn cây trúc này mọc từ bụi chuối ta. Cây trúc đột biến gen các bạn ơi. Nói chứ là cái bụi trúc gần đây nè các bạn. À, bụi trúc nằm sau bụi chuối thôi. Giờ thì mình sẽ đốn cây trúc này để làm thân cần câu nha. Ok. Xong. Và sau 2.000 năm chuẩn bị kỳ công thì mình đã có được ở đây những cái lóng tre, lóng trúc rồi nè các bạn. Đây các bạn nhìn xem, tre, tre, trúc, trúc, trúc. Đó, còn đây là một thân cần câu. Đây các bạn, rất là dẻo luôn. Các bạn nhìn nè, cái đọt này thấy không? Thấy không? Đây là cái thân cần. Còn những cái này mình sẽ lắp ghép nó lại và chế tạo nó thành một cái bộ máy câu ngang cho các bạn xem. Thì đây, đây là cái thân của máy câu ngang nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ làm cục máy, cho nên là mình để cái thân cần câu này qua một bên cho nó gọn nha các bạn. Đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại cái cục máy ngang nè các bạn, thiết kế như thế nào đây. Đây, mình sẽ dùng cái lóng che bự này để làm cái khung cho cục máy ngang. Thì cái khung máy ngang này nó có một cái lỗ nè các bạn. Đây. Thì bây giờ mình cũng sẽ tạo cho cái lóng che này một cái lỗ giống như cục máy ngang vậy. Đây. Có gì nè các bạn. Ok các bạn ơi, thì mình đã vẽ nét căng cái này rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cưa để mình cưa cái này để tạo một cái lỗ khuyết giống như cái máy ngang này nha các bạn. Và mình đã cắt tỉa cái lóng tre này thành một cái khung máy câu hoàn chỉnh rồi các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ làm cái cuộn dây cho cái máy câu. Đây, thì mình đã chuẩn bị một cái thanh tre nhỏ hơn. Và kích thước của nó thì vừa khít vào cái khung này. Đây các bạn nhìn xem, các bạn thấy không? Rồi, mình sẽ dùng dao vót cái đầu này. Đây, đầu này thì nó bự nha các bạn. Còn từ đây lại đây nó sẽ nhỏ lại. Thì mình sẽ vót làm sao mà cái đầu này nó bự, để nó vừa khít với một bên của cái khung máy. Còn từ khu vực này trở về bên đây thì mình sẽ góc cho nó nhỏ lại, để mình có cái diện tích để mình chứa dây nha các bạn. Mình đã làm xong cái trục cho cái cuộn dây nè các bạn. Đây, một đầu thì bự, một đầu thì nhỏ. Khi mình cho nó vô cái khung máy câu thì nó sẽ như thế này. Nó có cái khoảng trống ở đây để nó có thể chứa dây được các bạn. Thì ở đây mình đã tận dụng những cái thanh tre nhỏ nè các bạn. Mình cắt ra được 3 miếng rồi nè. Đó. Thì bây giờ mình sẽ dùng keo dán sắt để mình dán ngay đây. Đó, một cái. Dán ngay đây một cái. Dán đây một cái. Khi mà mình dán dính rồi thì ba cái này nó sẽ cản cái trục lại, thì nó không có bị độn ra ngoài. Giờ mình dán vô nha các bạn. Một cái, hai cái,
Đây thì sau một đêm mình dán mấy cái thanh tre này giờ nó cũng đã khô rồi các bạn. Đó, rất là cứng luôn. Thì cái trục bên trong này giờ nó không có gớt ra được nữa. Đó, nó được gài lại rồi. Còn đây thì bề ngang nó cũng vừa. Đó, công đoạn tiếp theo thì mình sẽ dùng cái ống trúc này mình tra vào cái trục để quấn dây. Đó. Thì cái ống trúc này mình lựa cũng đã vừa khít rồi các bạn. Đây. Mình sẽ đẩy đến cái khi nào mà nó vừa cứng luôn. Đó. Để quá thì nó bị tét nha các bạn. Này là ok nè. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cắt đi cái phần thừa này. Thì nó sẽ như thế này. Đó, nó có thể xây được rồi nè các bạn. Đây các bạn. Láng nè. Các bạn xem nè. Cái cục máy ngang thì nó có một cái thanh nhựa để chúng ta có thể gài cái cục máy lại. Thì ở đây mình cũng đã thiết kế một cái thanh tre tương tự như vậy để mình có thể gắn cái cục máy. Đó. Giờ thì mình sẽ tiến hành khoan và bắt ốc cho hai cái này lại với nhau. Đây. Mình sẽ khoan cái này trước nha. Đó. Rồi mình sẽ khoan đen lỗ nữa. Ok. Mình đã chuẩn bị ốc vít ở đây rồi nè các bạn. Giờ thì mình sẽ dặn nó vô. Mình chỉ cần con ốc này thôi. Rồi, bỏ vô. Dặn lại. Sở dĩ mình xài con ốc là để cho cái này nó có thể xây qua xây lại gì cho tiện á các bạn. Đó. Ok, im rồi các bạn ơi. Ngon lành, ngon lành. Lỗi kỹ thuật, lỗi kỹ thuật. Lỗi kỹ thuật. Các bạn thông cảm, từ từ. Để mình khắc phục từ từ. Chà, con ốc này chắc hình như nó còn hơi ngắn các bạn ơi. Để mình chỉnh lại chút xíu. Sau cái sự cố thảm họa thì mình đã chuẩn bị đây một con ốc dài hơn rồi nha các bạn. Chắc chắn lần này nó sẽ không gớt nữa đâu. Rồi, dặn nè. Dặn cho nó lòi bản họng nó luôn nè. Đó. Dặn hoài mà dặn chưa xong nữa nè. Rồi, dặn vô này nữa. Đó. Ngon lành liền, cứng khừ nè các bạn thấy không? Như điện liền. Ok ok. Rồi sau khi mình lắp ráp xong, còn cái phần này nó dư ra thì mình sẽ cắt bỏ để mình mới có thể gắn vô trong này được. Tiếp theo mình sẽ cho cái trục này vô trở lại. Đây. Gần hoàn thiện rồi các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ khoan lỗ ở đây để mình làm cái tay quay nha các bạn. Mình sẽ khoan ngay cái vị trí này, chấm đèn cái. Ok. Ok, thì mình đã khoan xong cái trục rồi nè các bạn. Đây, mình cho các bạn xem nha. Đó, mình sẽ để cái thanh tre này vô để mình có thể quay được. Chết rồi, đâu nè ta? À, đâu rồi. Dạ, sao nó không vừa ta? Đó. Đó, được rồi đó các bạn. Ok, tạm ổn. Giờ mình sẽ cắt cái phần dư này ra và mình hoàn thiện cái tay quay, hoàn thiện nguyên cái cục máy luôn nha các bạn. Ok. Tên, mình đã hoàn thành xong cục máy câu rồi nè các bạn. Hoàn toàn bằng tre nha các bạn. Đó, mình có thể quay được ngon lành luôn nè. Đó. Máy rất là mượt nha các bạn. Không nghe một tiếng động luôn. Đó, nhưng mà nó chỉ nghe cạt thôi. Đó, các bạn nghe không? Máy rất là mượt. Cái này nó cực là kỳ chân chu luôn các bạn. Đó. Mình quắn cái là nó có chớn nó chạy luôn nè. Đó. Mà sao đứng yên vậy? Không, tại vì cái này bằng tre cho nên là tính chắc nó gì vậy các bạn. Hồi nãy mình sử dụng hai đoạn sắt nhỏ để mình làm cái trục của tay quay bên đây, tay quay bên đây. Rồi còn này cũng là chút, này cũng là chút. Này chút, này che. Đó. Đẹp không các bạn? Ở đây thì mình sẽ ốc rồi cho nên là mình dặn vô đây là làm. Không biết cái máy ngang của mình nó có ghê được không ta? Có câu cá cha được không ta? Cái này bằng tre bằng chút, đồ thủ công mỹ nghệ. Nếu mà câu cá cha khủng chắc nó kéo cái cục máy quấn lên không nổi quá các bạn. Nó sao quấn hoài mà nó không xuống một chân. À đẹp nó cũng được xíu. Ok, được rồi nè các bạn. Tay trái nha các bạn. À mình còn thiếu một chi tiết các bạn ơi, các bạn mình đợi mình một xíu nha. Thì vừa rồi mình mới khoét ở đây một cái đường rãnh các bạn. Thì cái đường rãnh này giúp chúng ta khi mà muốn quăng dây á thì chúng ta sẽ quay qua đây, chúng ta sẽ lòn dây qua đây và mình sẽ dở cần lên. Dòng.
quăng gớt mất tiêu cục máy. Bây giờ thì mình sẽ vô dây cho cục máy này nha. Mình sẽ sử dụng dây của cục máy ngang này truyền qua. Đây các bạn, mình đã hoàn thành xong em cần câu máy ngang bằng tre nè các bạn. Các bạn nhìn xem, đây tèn. Cái cần này thì mình đã vô khoen rồi các bạn. Mình chế những cái khoen bằng kẽm đó, quấn bằng keo đen vô, kết nối nó lại. Đây. Còn đây, đây là cục máy của mình nè, he, siêu xịn luôn các bạn. Cục máy này bạn nào mua với giá 2 tỷ mình chưa bán, 5 tỷ mình chưa bán, 9 tỷ mình chưa bán, 9 tỷ rưỡi mình suy nghĩ lại nha. Ok, giờ thì mình sẽ quấn dây vô cho các bạn xem. Tuy cái này đồ mới làm nhưng mà nó hơi lung lay nha các bạn. À, tại vì đây là đặc tính của tre rồi. Cũng mượt chứ bộ các bạn, nếu mà mình chịu quay điều tay nè, thấy không? Nhưng mà có điều là dây nó không chạy qua chạy lại được nha các bạn. Tại vì nó bằng tre thì mình chỉ có thể chế tạo như thế thôi. Mình xin phép các bạn nha, mình hơi nhiều chuyện tại vì mình phát hiện ra là cái này bằng tre. Còn dây xài thì dây chỉ cho nên là nó sẽ cạ vô trong này nhiều hơn. Cho nên là mình sẽ đổi sang dây cước để mình quăng có thể trơn tru hơn nha các bạn. Đây các bạn thấy nó vướng vướng nè không? Đó. Mình đang vô dây cước nè các bạn. Mình nghĩ dây cước này nó sẽ trơn tru hơn dây bia hồi nãy á. Trời, ok thì bây giờ mình sẽ test thử em nháy giả này. Bây giờ mình quăng thử coi cục máy này nó ra dây như thế nào và quấn dây vô có ổn không nha các bạn. Rồi thì mình sẽ quăng ở khu vực đìa nhà mình. Thì đối với cái cục máy ngang mua thì mình phải bấm cái nút đúng không? Còn cái này mình không bấm nút mà mình sẽ như thế này nè các bạn. Đây, mình sẽ xây cục máy qua đây. Đó. Và mình chỉ cần cầm và quăng thôi. Mong là nó sẽ quăng sai nha các bạn. Đây. Chúng ta đi thôi. Wow! Dính đợt mình bán luôn các bạn. Đây nè các bạn nhìn nè, dây nó tuôn ra nè. Mình xài dây cước áp dụng với cục máy câu tre này quá ok luôn các bạn ơi. Đây, giờ mình sẽ thu dây lại. Rồi, cho dây lòn về bên đây lại. Giờ mình quấn thôi. Đây. Đó, quấn vô nè các bạn. Đây. Đây mình ghê vô cho các bạn xem nè. Không được các bạn ơi. Tình hình lỗ nhái nó chạy không có đều trên mặt nước nha. Mình đã thu dây lại nè các bạn. Rồi, giờ mình sẽ quăng cần tiếp tục nha. Đây. Dây nó tự động nó chèn qua đây nè các bạn. Nó lòn qua. Chắc này thì mình sẽ gán canh cho chuẩn chuẩn xíu. Đó. Con nhái nó đáp bên bờ cỏ kia hả các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quay nó lại. Trả dây về bên đây. Rồi quấn thôi. Ghê thôi. Quấn tốc độ lên. Ui. Dướng gì vậy? Rồi giờ tới đây luôn rồi. Đó các bạn, mình quấn dây nè các bạn. Khá là mượt luôn nha. Ghê nhái vô nè. Đó. Con nhái nó đi không có điều các bạn ơi. Cà tật luôn. Công nhận là cái cần này mình chế là quăng rất là ok nha các bạn. Còn ghê thì chưa được mượt lắm nha. Nếu mà ghê bằng cần có máy ngang tre này, không biết có dính cái lóc không nữa. Mà mình thấy nó cà giật cà tưng này mình nghi quá các bạn. Hè, ok các bạn ơi. Mình đã chế tạo thành công em cần câu máy ngang bằng tre rồi. Quăng rất là ok luôn. Tuy mình chưa quăng ở dưới sông, mình mới quăng ở trên cái đìa nhỏ của mình thôi. Thì cái đìa nhỏ của mình chiều dài từ đây mà dài lại tuôn đẳng thì cũng 5-6 mét rồi. Mà quăng hết cái đìa vẫn còn được. Phải công nhận là cục máy ngang này của mình là quăng rất là hiệu quả nha các bạn. Còn ghê con nhái thì nó hơi cà giật cà tưng chút xíu nha. Và nếu các bạn thấy cây cần câu máy ngang bằng tre của mình đẹp á, thì các bạn hãy để lại cho mình một like, một share, một lượt đăng ký để ủng hộ mình nha các bạn. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nha. Bye bye.